Thưa quý vị, xung đột giữa Nga và Ukraine đang gây ra những lo ngại về vấn đề an ninh lương thực trên thế giới. Nếu như Trung Đông và Bắc Phi thì có thể gặp phải những gián đoạn về nguồn cung lúa mì, thì vụ gieo trồng tại EU có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự đứt gãy nguồn cung khí đốt và phân bón gây ra bởi khủng hoảng Nga-Ukraine. Với EU, Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6, giao thương hàng hóa nông nghiệp, chủ yếu là các sản phẩm chế biến, giá trị gia tăng như bánh kẹo, rượu vang. Nhiều thành viên của Ủy ban châu Âu lo ngại rằng khủng hoảng Nga-Ukraine có thể làm gián đoạn việc gieo trồng tại khu vực, ảnh hưởng đến thu hoạch trong năm tới. Bởi lẽ, châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt và phân bón từ Nga. Trong khi đó, Trung Đông và Bắc Phi cũng sẽ gặp khó khăn về tiếp cận nguồn cung lúa mì. Mùa thu hoạch lúa mì sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm nay, sản lượng hứa hẹn sẽ tích cực, đồng nghĩa với việc nguồn cung lúa mì dồi dào trên thị trường toàn cầu xét trong điều kiện bình thường. Nhưng cuộc chiến kéo dài ở Ukraine có thể sẽ ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch tại nước này và vì thế tác động đến nguồn cung. Nga hiện đứng đầu thế giới về lượng xuất khẩu và thứ ba thế giới về sản xuất lúa mì, trong khi Ukraine cũng đứng ở vị trí thứ ba về xuất khẩu mặt hàng này. Chiến sự Nga-Ukraine vì thế tiềm ẩn nguy cơ làm giảm sản lượng xuất khẩu lúa mì từ hai nước này. Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung lúa mì từ Ukraine đã bị cắt giảm. Quân đội Ukraine đã đình chỉ hoạt động vận tải thương mại tại các cảng của nước này sau khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ngũ cốc và hạt chứa dầu. Liên quan tới tình hình xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp của nước ta. Nga hiện là thị trường tiềm năng của nông sản Việt Nam, cả về xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Trong ngắn hạn thì việc xảy ra xung đột vũ trang sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu nông sản sang Nga cũng như là nhập khẩu các mặt hàng từ Nga về Việt Nam. Liên quan tới vấn đề việc Mỹ và Ủy ban châu Âu, Anh, Canada, Pháp, Đức và Ý vừa chính thức thông báo sẽ loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin tài chính SWIFT cấm các ngân hàng này sẽ tham gia vào các cái giao dịch quốc tế, thì các giao dịch nông sản trong thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn. Theo các chuyên gia kinh tế, xung đột vũ trang nổ ra giữa Nga và Ukraine sẽ tác động tới nền kinh tế của Việt Nam theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Trong đó tác động tiêu cực sẽ chiếm phần lớn do các yếu tố lạm phát, giá xăng dầu tăng, xã hội cũng như cộng đồng người Việt tại Nga gặp bất ổn. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn cung dẫn đến nhu cầu về nông sản tăng lên sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Theo dự báo, sự kiện xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine sẽ chỉ làm giao thương xuất nhập khẩu của hai bên chậm, chứ không làm đứt gãy hoàn toàn. Bên cạnh đó, Nga là một thị trường rất rộng lớn, nhu cầu về nông sản rất cao, đặc biệt là vào mùa đông. Yêu cầu về chất lượng nông sản nhập khẩu mà thị trường Nga đưa ra không cao như thị trường Tây Âu. Nông sản của Việt Nam cũng đang ngày càng được nâng cao sức cạnh tranh. Ở góc độ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, việc xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Khi xảy ra giao tranh, các đơn hàng của thị trường này đã phải ngừng do không có chuyến bay để vận chuyển. Ngoài ra, việc dừng đơn hàng không có chuyến bay cũng khiến doanh nghiệp không xây dựng được cước cho đơn hàng của các đối tác. Xung đột vũ trang nổ ra giữa Nga và Ukraine cũng ảnh hưởng đến giá phân bón toàn cầu. Hiện Nga và Trung Quốc là hai nước xuất khẩu phân bón hàng đầu thế giới, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia sản xuất phân bón chủ lực ở châu Âu. Tất cả đều đã, đang và sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Điều này gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường phân bón trong nước. Trong 2 tháng đầu năm 2022, giá cả hàng hóa tại nhiều nước trên thế giới tăng cao. Giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng đã tác động tới giá cả hàng hóa trong nước. Là một nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào, Việt Nam bị đội chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, một yếu tố đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước lên cao. Như đã thông tin ở trên thì nhiều ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp đã, đang và sẽ chịu tác động từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cụ thể như thế nào thì sau đây phóng viên của VTC16 sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Bích. Đầu tiên cảm ơn chuyên gia đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên tôi muốn đặt câu hỏi cho chuyên gia, đó là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu của hàng nông sản Việt Nam? Vâng, cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp đến cái hoạt động xuất nhập khẩu hàng nông sản của chúng ta. Ảnh hưởng trực tiếp nó thể hiện ở cái việc là cái mặt hàng, giá của các mặt hàng xuất nhập khẩu với những cái thị trường này chắc chắn sẽ tăng trong thời gian tới.
Và như vậy nó ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của chúng ta. Tác động gián tiếp là cái tác động mà do những cái biến động giá cả ở trên thị trường thế giới, nó ảnh hưởng tới toàn bộ cái hoạt động xuất nhập khẩu của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Chúng ta có thể thấy rõ nét nhất cái tác động gián tiếp này, đó là cái giá cả các mặt hàng về năng lượng tăng cao trong thời gian qua. Chúng ta có thể thấy rằng là từ đầu năm đến nay thì chúng ta đã phải 5 lần điều chỉnh giá xăng dầu để các cái doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường trong cái điều kiện mà giá cả thế giới nó biến động mạnh như thời gian vừa qua. Vậy thì ảnh hưởng tích cực và tiêu cực như chuyên gia vừa nêu trên thì nó thể hiện như thế nào qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng nông sản Việt Nam? Chúng ta có thể thấy rằng là với cái mặt hàng gạo xuất khẩu thì một năm chúng ta xuất khẩu được hơn 6 triệu tấn gạo. Thì khi mà giá gạo tăng lên thì đương nhiên chúng ta được hưởng lợi ở cái giá cả mặt hàng gạo. Tuy nhiên ngược lại thì chúng ta có thể thấy rằng là cái giá chúng ta nhập khẩu khối lượng lớn ngô và lúa mì. Năm 2021 thì chúng ta nhập khẩu hơn 10 triệu tấn ngô và hơn 4 triệu tấn lúa mì. Và như vậy khi giá lúa mì và giá ngô tăng trên thị trường thế giới tăng lên thì chúng ta sẽ bị thua thiệt về giá trong nhập khẩu những cái mặt hàng nông sản nói chung, đặc biệt là ngô và lúa mì, chúng ta sẽ chịu thua thiệt rất lớn. Và tôi nghĩ rằng là cái thua thiệt trong cái nhập khẩu hàng nông sản, hai cái mặt hàng nông sản chủ yếu này của chúng ta ấy, là lớn hơn nhiều so với cái lợi mà chúng ta được hưởng do giá gạo xuất khẩu của chúng ta tăng. Với tác động như chuyên gia vừa phân tích thì ngành nông nghiệp Việt Nam phải thích ứng như thế nào thưa chuyên gia? Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có hai cái thay đổi để mà thích ứng với cái tình hình đó. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải tìm kiếm các cái thị trường xuất nhập khẩu thay thế cho hai cái thị trường bị tác động trực tiếp bởi cái cuộc chiến này. Và để các cái doanh nghiệp có thể thực hiện được những cái bước thay đổi đó thì tôi nghĩ rằng các cái cơ quan quản lý như ngành công thương và các cái và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần có cái sự hỗ trợ các cái doanh nghiệp để chúng ta tìm kiếm các cái thị trường thay thế cả trong xuất khẩu lẫn trong nhập khẩu. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bình Định cho biết, từ đầu năm cho tới nay, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại địa phương này đã bùng phát trở lại ở 7 huyện thị. Còn tại Quảng Ngãi, nhiều ổ dịch viêm da nổi cục cũng đã được phát hiện. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 234 con trâu bò mắc viêm da nổi cục. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát có lượng trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục nhiều nhất với 143 con. Qua khảo sát, số gia súc mắc bệnh đa số là bê, ngé từ 2 đến 5 tháng tuổi, chưa được tiêm phòng vaccine. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, dịch bùng phát ở 4 huyện với 381 con bị bệnh, ảnh hưởng đến 324 hộ gia đình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin hỗ trợ 20.000 lít hóa chất Bencoxit, 10 tấn hóa chất sodium chloride 20%, 40.000 liều vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò để khống chế dịch bệnh.